Mình là Amy, huấn luyện viên môn Pilates. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một lớp tập Pilates online dành cho toàn bộ cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần khởi động. Hai chân sẽ mở rộng ra bằng vai và tay đặt ở hông. Chúng ta nhìn thẳng về trước mặt, ấn bả vai xuống, hơi trùng nhẹ đầu gối. Hít thở trước tiên, hít thật sâu bằng mũi, thở dài ra bằng miệng. Hít thật sâu bằng mũi, thở dài ra bằng miệng. Hít sâu vào và cảm nhận lồng ngực mở rộng. Thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, thở ra. Hai lần nữa, hít vào, thở ra. Mình cố gắng không rút vai lên khi chúng ta hít thở. Một lần nữa, hít vào, thở ra. Kết hợp với phần tay, hít sâu bằng mũi, vươn dài tay của mình lên trên cao. Thở ra bằng miệng, hạ tay của mình xuống ngang với hông. Hít vào, vươn dài tay lên. Thở ra, hạ tay của mình xuống. Bốn lần, hít vào và đi xuống, chúng ta sẽ hóp nhẹ vùng cơ bụng của mình lại. Sau đó thẳng tay với lên và mở nhẹ tay sang hai bên ngoài. Nhẹ nhàng đi xuống, hai lần nữa, lên, xuống, một lần nữa, lên, xuống. Và chúng ta kết hợp thêm thân dưới, trùng nhẹ đầu gối. Rồi, hít thật sâu bằng mũi và thở dài ra bằng miệng, đẩy mông về phía sau. Chúng ta có 4 lần nữa để di chuyển. Trùng gối, đẩy mông, mắt nhìn xuống sàn. Khi mình vươn cái tay lên, mắt chúng ta chỉ cần nhìn thẳng thôi. Sau đó đi xuống, hơi gập nhẹ cổ về phía trước. Lần cuối cùng, thở ra, giữ nguyên ở đây, hai tay đẩy về phía sau, siết chặt vùng bả vai của mình lại. Sau đó cổ chân đẩy cao lên. Hít vào, mình hạ cổ chân xuống. Thở ra, đẩy cổ chân lên cao. 4 lần, hãy hóp nhẹ vùng rốn lại. Thở ra. 3 lần, giữ cho vùng đầu của chúng ta ở một vị trí. 2 lần, đẩy lên. 1 lần, thở. Rồi, đó là cổ chân. Bây giờ hạ cổ chân xuống và đan hai tay của mình vào phía sau. Mình sẽ xoay ngang để chúng ta quan sát rõ hơn. Khi mình trùng và đẩy mông về sau, mắt chúng ta nhìn xuống để tránh bị ngòi cổ. Hít vào, tay hạ ở mông. Thở ra, chúng ta nâng tay, bẻ vai, kéo siết hai xương vai vào với nhau. Hít vào, trùng xuống. Thở ra. 4 lần, mình làm nóng cho thân trên. Thở. 3 lần, chúng ta có thể quan sát vùng cổ của mình, kéo dài ra và mắt nhìn xuống. 2 lần. Thở. 1 lần. Thở và giữ nguyên. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, được thẳng dậy. Hít chuẩn bị. Rồi, và thở lên, chúc tiếp tục kiễng. Kiễng vào xuống luôn. 5 lần, 4 lần, 3 lần, 2, 1. Rồi, thêm tay vào. Hít lên, thở. Hít trùng, thở. 5 lần, thở. 4, thả lỏng cho bả vai của mình. 3, siết chặt bắp chân. 2, 1, dừng lại. 5, 4, 3, 2. Rồi, thư giãn cơ thể. Chúng ta sẽ xoay về trước, xoay nhẹ bả vai trước ra sau. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Và ngược lại. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và chúng ta nhẹ nhàng xoay vai sang hai bên.
và mình có thể quan sát và khống chế cái phần hông của mình. Chúng ta không xoay hông và chỉ xoay thân trên thôi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, đó là phần thân trên. Bây giờ kéo giãn vùng đốt sống phía sau, vươn dài tay lên cao, hít vào. Thở ra, cúi người rolling down, đưa toàn bộ cơ thể chúc xuống, chạm tay xuống sàn nhà. Hít thật sâu vào, mình giữ nguyên ở đó. Thở ra, từ từ kéo người dậy, mắt nhìn vào rốn, đứng thẳng lên, tay hạ ngang hông. 4 lần lặp lại, hít vào, thở ra, từ từ cảm nhận, hít vào, kéo giãn theo gối, thở ra, nối các đốt sống của mình lại với nhau. 3 lần, thở ra, cảm nhận các đốt sống đang được kéo giãn ra, bóc tách từng đốt sống ra khỏi nhau, nhẹ nhàng lên chậm. Một lần nữa, hít vào, thở ra. Rồi, hai tay chống xuống sàn nhà, mở rộng hai chân gấp đôi tới vùng tay của mình. Sau đó hít vào chuẩn bị. Thở ra, chúng ta sử dụng tay bên phải mở lên trên cao, giãn cơ thể. Hai phần mông của mình giữ nguyên và không đẩy sang hai bên. Rồi đổi bên. Hít vào, thở ra. 4 lần. Thở. 3 lần. Thở. 2 lần. Thở. Và lần cuối cùng, chúng ta sẽ hạ tay xuống và chọc tay trái chạm sang phải. Hoặc ngược lại, mình có thể làm tay nào trước cũng được. Hít vào, chống tay. Thở ra, đổi bên còn lại. 4 lần. Thở. 3 lần. Thở. 2 lần. Thở. 1 lần. Thở. Rồi, và hãy xoay cơ thể về phía dọc thảm. Mình sẽ đến với tư thế uốn chân. Động tác quen thuộc cat and cow, động tác mèo và bò. Chân tay mở rộng ra. Rồi, hít vào chuẩn bị, chúng ta ưỡn căng lên, mắt nhìn lên trên cao. Thở ra, chúng ta hót tròn lại để mắt nhìn xuống dưới. Hít vào, thở ra, hít sâu vào, thở ra. 4 lần. Thở ra. 3 lần nữa. Thở. 2 lần nữa. Thở. 1 lần nữa. Thở. Rồi, đưa cái phần lưng của chúng ta quay trở về giữa. Và từ đây chúng ta có thể quan sát gương hoặc cố định cái phần hông của mình lại. Cảm nhận cơ thể, mắt nhìn thẳng về trước mặt. Mỏi cổ, chúng ta cúi đầu nhìn tay. Sau đó hông giữ nguyên, nghiêng cái phần người của mình về phía sau, cảm nhận vùng lườn, mắt nhìn xuống chân dưới. Hít vào, chúng ta quay trở về giữa. Thở ra, đổi bên, nghiêng. Hít vào, mình sẽ cảm nhận vùng lườn của chúng ta đang được siết chặt vào. Và mình hãy siết chặt cả vùng bụng nữa, để toàn thân chúng ta di chuyển được chắc chắn hơn. 4 lần nữa. Thở, chúng ta đang nghiêng vùng cột sống. 3 lần nữa. Thở, mông cố định, không xoay, không lật. 2 lần nữa. Thở. 1 lần nữa.
thở rồi và quay về phía sau, tư thế em bé thả lỏng một chút với dài cánh tay của mình về trước mặt. Ở tư thế này hãy hít thở thật sâu, rồi sau đó chúng ta sẽ đến với một bài tập để làm nóng cái phần cơ thể của mình lên. Chúng ta có thể quan sát trước, làm nhìn em làm trước, sau đó chúng ta làm sau, để khi mình làm chúng ta không bị loạn và không bị sai tư thế. Hai tay và hai chân mình sẽ để với tư thế plank, đạp thẳng lên. Rồi, khi chúng ta không nhìn trực tiếp, mình có thể cảm thấy hơi khó hình dung. Mình hãy hình dung là cái thảm. Hai tay chúng ta sẽ ở 2 mét thảm, hai chân mình sẽ cũng ở 2 mét thảm và mắt nhìn xuống tay. Chúng ta sẽ làm chân bên phải trước, hít sâu và chuẩn bị cúi đầu hóp rốn. Thở ra chân phải nhấc lên, vòng ra phía ngoài của chân trái. Vai của chúng ta giữ nguyên và không hề lật sang, không hề xoay, mắt cũng chỉ nhìn giữa tay thôi. Hít vào, quay trở về giữa. Thở ra, đổ chân trái ra bên ngoài. Hít vào. Thở, tư thế chuẩn bị là chúng ta toàn thân ở trong thảm. Hít vào. Và thở ra, một chân bước ra ngoài thảm. 4 lần nữa. Thở. 3 lần nữa. Thở. 2 lần nữa. Thở. 1 lần nữa. Thở và dừng lại. Chúng ta kết hợp nâng tay side bend, kéo dài vai về phía sau. Hít vào, quay trở về mắt nhìn thẳng. Thở ra, kéo giãn, dùng tay trợ lực vươn dài. Lựa chọn dễ, trùng nhẹ đầu gối dưới xuống. Hít vào ở đây. Thở ra, vươn dài lên. Hít vào. Thở ra, chúng ta hãy giữ chân sau hoàn toàn thẳng. Tùy theo độ dẻo của mình, chúng ta hãy cảm nhận toàn bộ vùng lườn đang được kéo giãn. 3 lần. Thở ra. 2 lần. Thở để vùng cổ ở tư thế chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. 1 lần. Thở. Rồi sau đó quay trở về, lật úp cơ thể và chúng ta đổi bên. Hít thơ bằng mũi. Thở nghiêng và vặn lưỡi. Thở ra nào. Hít vào. Thở. 3 lần. Thở. 2 lần. Thở. 1 lần. Thở. Rồi, nhẹ nhàng quay trở về. Try pose, thư giãn toàn bộ cơ thể. Hãy tranh thủ chúng ta xoay nhẹ hai cổ tay. Phần cổ tay chúng ta xoay nhẹ, lắc nhẹ vai, thả lỏng toàn thân. Sau đó bài tập chính của ngày hôm nay, chúng ta hãy nằm sấp xuống sàn nhà. Khi mình nằm sấp xuống sàn nhà, hãy cầm lấy cái khăn. Chúng ta đặt ở ngay dưới vùng trán và đặt trán của mình lên trên cái khăn. Để cho phần trán chúng ta đặt thoải mái nhất, thì mình hãy nhấc nhẹ cái vai lên, cúi đầu xuống, trán chạm xuống khăn. Và từ đó mình sẽ có một khoảng trống ở giữa gáy và bả vai. Sau đó hai tay mở rộng ra bằng vai, co cẳng tay 90 độ, mắt nhìn xuống lồng ngực. Hít thật sâu bằng mũi, đạp thẳng hai chân và hóp ngực. Thở ra bằng miệng, nhấc hai tay và siết chặt xương vai của mình vào nhau. Hít vào, chúng ta hạ xuống. Thở ra, nâng lên. Hít vào, lặp lại. Thở ra, phần trán chúng ta sẽ luôn luôn chạm xuống sàn nhà. Và khi mình dùng sức, chúng ta sẽ dùng sức từ vai để kéo cái người của mình lên trước, kéo cái tay của mình lên trước. Sau đó mình sẽ dùng sức khỉu tay mở rộng hai bên. 3 lần nữa nào, lên.
xuống. Hai lần nữa. Xuống. Một lần nữa. Xuống. Vừa rồi khuỷu tay chúng ta đang ở ngang vai. Bây giờ hít vào, khuỷu tay nâng lên ngang vai, co 90 độ. Đưa tay về phía trước đan chéo vào với nhau. Thở ra kéo tay về sau dính chặt hai khuỷu tay vào được. Hít vào, chúng ta di chuyển trên và dưới. Thở ra, cẳng tay luôn giữ ở 90 độ. 4 lần nữa. Thở ra. 3 lần nữa. Thở ra. 2 lần nữa. Thở. 1 lần nữa. Thở, dừng lại ở đó, hít sâu và chuẩn bị. Hãy cảm nhận vùng lưng trên của mình. Thở ra, nhấc cằm lên. Đầu ạ, mình sẽ giữ thẳng. Một nắm đấm từ cằm cho đến ngực. Chúng ta không cần cúi quá nhiều hoặc không cần ngửa lên trên. Hãy nhìn thẳng xuống dưới sàn nhà. Hít vào, hạ toàn thân. Thở dài ra, nhấc thân trên lên. Siết chặt hai xương vai lại. Hít vào, chúng ta hạ xuống. Thở ra. Hãy cảm nhận như giữa hai cái xương vai. Ở cột sống chúng ta có một sợi chỉ. Mình kẹp chặt cái sợi chỉ đó lại. Thở ra, đi lên. 3 lần nữa. Hít vào. Thở ra. 2 lần nữa. Hãy nhớ không rút vai. Thở ra, ấn cái bả vai xuống để vùng cổ dài nhất có thể. Một lần nữa. Thở và giữ nguyên. 5, 4, 3, 2. Rồi, cho anh hông và thư giãn. Kéo dài lên về sau, tư thế em bé, thả lỏng cơ thể. Rồi, sau đó chúng ta vừa mới thả lỏng một chút, hít thở một chút. Bây giờ tiếp tục nằm sấp xuống sàn, quay trở lại. Động tác, cái trán chúng ta vẫn chạm xuống sàn và mắt vẫn nhìn xuống lồng ngực. Sau đó tay vẫn co y như động tác vừa rồi chúng ta tập. Hít thật sâu bằng mũi chuẩn bị. Lần này không chỉ nâng thân trên, mình sẽ nâng cả thân dưới. Thở ra, chân, tay, vai cùng nâng lên. Rút vai, chúng ta lập tức ấn vào xuống. Thả lỏng cổ chân và siết chặt đầu gối thẳng. Hít vào, trán chạm xuống, thư giãn cơ thể. Thở ra. Hít vào, hãy dần dần cảm nhận từng phần cơ ở thắt lưng, lưng giữa và lưng trên của mình. 4 lần nữa. Thở ra. 3 lần nữa. Thở ra. 2 lần nữa. Thở ra. 1 lần nữa. Thở ra và giữ nguyên. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi tiếp tục try pose. Sau mỗi động tác lưng, chúng ta sẽ đều quay về tư thế try pose để thả lỏng. Ở nhà mình không cần làm nhiều động tác cùng một lúc. Chúng ta hãy làm từng động tác một, sau đó thả lỏng rồi lại làm, để tránh chấn thương và cảm nhận các nhóm cơ rõ hơn. 5 giây hít thở để chúng ta chuẩn bị tiếp nối động tác tiếp theo. Rồi quay trở lại nằm sấp xuống sàn nhà. Rồi, và tiếp theo đây, khi chúng ta nằm sấp xuống sàn nhà, mình hãy gập thêm cái phần khăn của mình lại, gập đôi lên để có một độ cao từ 2 cho đến 3 cm, để chúng ta gối cái phần trán của mình lên đó. Hai tay ép ngang xuống bả vai, ép sát cái vùng nách của mình, hai tay đặt ở ngang hông. Hít sâu và chuẩn bị, với tay kéo dài vùng cổ. Thở ra, chân bên phải
xiết mông nhấc lên khỏi mặt sàn. Hít vào hạ chân bên phải xuống, thở ra nâng chân bên trái lên. Lặp lại, hãy cảm nhận như mình đang có hai cái bàn tay ấn ở hông, không để hông của mình bị bênh lên hai bên. Tùy theo sức lực của cơ thể mình nâng cao bao nhiêu thì mình thở dài ra bấy nhiêu và gồng bụng. Hít vào 4 lần. Hít vào 3 lần. Hít vào 2 lần. Hít vào 1 lần. Rồi hít vào hạ xuống, chân bên phải nâng thì tay bên trái nâng lên. Hít vào hạ xuống, đổi bên, nâng tay ép sát vùng tay của mình vào trong cơ thể. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Chúng ta có 3 lần nữa. Thở 2 lần nữa. Thở 1 lần nữa. Thở. Rồi, hãy nhấc vai của mình lên, đưa trán lên khỏi mặt sàn. Chúng ta có 1, 2, 1, 2, 1, 2. Chân nọ tay kia. Và chúng ta cắt 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lựa chọn dễ hơn là mình chỉ cắt chân thôi. Lựa chọn khó hơn thì mình có thêm tay vào. Rồi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Vươn dài tay về trước, y hệt như vậy. Chân nọ tay kia, cắt liên tục. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Chống tay, thư giãn cơ thể. Chúng ta lặp lại 3 tổ như vậy. 3 tổ với tay trên ngay trước mặt. Tổ số 2 nằm sấp xuống sàn nhà và tiếp tục. Hai tay vươn dài, nhấc hai tay và chân lên, mắt nhìn xuống dưới sàn nhà. 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, chống về sau. Động tác swing chúng ta sẽ làm cho chân tay của mình linh hoạt hơn. Một tổ cuối cùng, đẩy người nằm sấp, với dài về trước, cúi đầu, nâng tay, cắt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, quay trở lại, tiếp tục đẩy về phía sau và thư giãn cơ thể. Thả lỏng cho phần lưng. Và bây giờ hãy cảm nhận giúp em cái sự linh hoạt của cuộc sống. Hai tay sẽ hoàn toàn thẳng. Hít thật sâu vào vòng mũi, thư giãn toàn bộ cơ thể và ấn vai xuống. Thở ra, chúng ta rút cái người lên. Mình có thể quan sát em một lần trước, rút tròn người lên, mắt vẫn nhìn vào rốn. Sau đó mình ấn cái hốc xuống, rồi dần dần nhìn thẳng. Khi hít vào vòng mũi, chúng ta lại cúi cái đầu xuống, thóp cái ngực lên, thóp cái rốn và đẩy mông về phía sau. Tay sẽ hoàn toàn thẳng. Thở ra nào, hóp tròn, đẩy về trước, ấn hông xuống và lên. Rồi, hít sâu vào, cúi đầu, hóp ngực, đẩy mông ra sau. Thở ra, hóp, cúi tròn. Mình hãy nhớ là tay thẳng, siết mông vào, mắt nhìn thẳng. 3 lần nữa, hít vào. Đẩy về trước.
thật chậm và cảm nhận cơ thể. Hai lần nữa, hốt tròn. Đẩy về trước mặt. Một lần cuối cùng, cuộn tròn về sau. Và đẩy về trước mặt. Rồi, mình tập một chút dành cho vùng tay sau nhé. Trán vẫn chạm lên. Hai tay chống ở ngang lồng ngực của mình, chân thả lỏng. Ép sát khuỷu tay vào mạn sườn, hít sâu vào, mắt nhìn thả lỏng. Nhìn vào lồng ngực của chúng ta. Thở ra, dùng lòng bàn tay ép khuỷu tay vào trong, đẩy vai của mình lên cao. Hít vào, chúng ta trùng khuỷu tay, ép chặt khuỷu tay vào mạn sườn và đi xuống. Thở ra lên. Hít vào, từ từ hạ xuống. Thở ra lên. Ba lần nữa, hít vào. Thở ra. Hai lần nữa, hít vào. Thở ra. Một lần nữa, hít vào. Thở ra. Bây giờ chúng ta chỉ đi một nửa đường thôi. Hít thật sâu vào, chúng ta chùng xuống một nửa, mắt nhìn xuống sàn. Thở ra và đẩy. Cảm nhận vùng tay sau nhiều hơn. Mình sẽ thả lỏng các ngón tay ra. Hít vào. Thở ra. 5 lần nữa. Từ từ hạ. Thở ra. 4 lần nữa. Thở. 3 lần nữa. Thở. 2 lần nữa. Thở. 1 lần nữa. Thở và giữ nguyên. 5 4 3 2. Rồi, đẩy hông về phía sau, tripod và thư giãn. Hít thở thật sâu và cảm nhận lồng ngực của mình đang được thư giãn. Rồi, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy. Đó là tất cả động tác nằm sấp của chúng ta. Bây giờ mình hãy nằm ngửa ra. Khi chúng ta nằm ngửa, chúng ta hãy co hai gót chân về gần mông và đặt hai cái tay của mình ở ngang hông của chúng ta. Mở đầu gối ra bằng vai. Hít thật sâu và chuẩn bị. Phần mắt chúng ta sẽ luôn luôn nhìn xuống để đảm bảo cho phần gáy được kéo giãn. Thở ra nhẹ nhàng, tì gót chân và nhấc từng đốt sống lên khỏi mặt sàn, mắt nhìn vào rồi. Hít vào, chúng ta giữ nguyên và siết chặt vùng mông. Thở ra, chạm từng đốt sống xuống sàn nhà. Hít vào, chuẩn bị. Thở ra, cuộn lên. Cảm nhận cái lưng của chúng ta đang rất linh hoạt, từng đốt sống được nhấc lên khỏi mặt sàn. Nhẹ nhàng đi xuống, từng đốt sống chạm xuống sàn nhà. 3 lần nữa, đẩy lên, siết mông. Rồi, nhẹ nhàng đi xuống, bóp chặt mông của mình lại, thoát xuống. 2 lần nữa, lên, xuống. 1 lần nữa, lên. Và nhẹ nhàng đi xuống. Rồi, lựa chọn tiếp theo là hai cái tay chúng ta giữ nguyên ở đây. Hít thật sâu vào mũi. Chúng ta nhỏ chân của mình lại và đẩy xuống lên trên cạnh. 4 tư thế một động tác, tập luyện cho vùng lưng nhé. 1, chân bên phải co lên hít sâu. 2, đạp thẳng lên trần nhà thở ra. 3, hạ chân xuống, hai đầu gối song song với nhau. 4, thả lỏng. Mình đổi chân. 1, 2, 3,
4 1 2 3 4 1 2 3 4 Chúng ta có 4 lần nữa. 1 2 Hãy luôn luôn ấn vùng đáy của mình xuống. 3 4 1 2 3 4 2 lần cuối cùng. Khi nào mỏi thì chúng ta có thể hạ cái tay xuống để chống cái hông lên và chúng ta chỉ di chuyển vùng chân thôi. Lần cuối cùng, 1 2 3 Rồi, hạ từ từ mông xuống, ôm đầu gối về sát ngực và thư giãn cơ thể. Thoát rốn lại, thả lỏng 4 lần. Ở động tác tiếp theo, lưng của mình mở rồi, chúng ta hãy vặn xoắn nó, thả lỏng một chút. Nhẹ nhàng mở rộng tay úp ngang vai, chân 90 độ. Hít vào, chúng ta nghiêng hai đầu gối sang một bên. Hãy dính chặt bả vai xuống sàn nhà. Thở ra, quay trở về giữa. Hít vào, nghiêng sang bên đối diện. Thở ra, quay trở về giữa. Liên tục hít và thở để quay sang hai bên. Thở ra nếu chúng ta cảm thấy lưng của mình có thể dẻo hơn, có thể đi nhiều hơn và không bị đau thì mình vặn nhiều hơn. Cảm nhận sâu hơn, chúng ta hãy khép chặt đầu gối của mình lại. Ba lần nữa. Thở về. Hai lần nữa. Thở. Một lần nữa. Thở. Rồi. Vừa rồi là vặn. Tiếp theo đây là chúng ta sẽ vẽ vòng tròn. Hít vào, mình nghiêng sang một bên và không cần chạm quá sâu xuống sàn. Thở ra, chúng ta giữ cẳng chân 90 độ và vẽ một vòng tròn. Và cố gắng khi đầu gối lên đến ngực thì mình sẽ ấn chặt thắt lưng và cuộn nhẹ mông của mình lên. Liên tục, tiếp tục di chuyển. Bốn lần nữa. Ba lần nữa. Hai lần nữa. Một lần nữa. Rồi, hãy vẽ ngược lại nha. Năm vòng ngược lại. Bốn. Ba. Hai. Một. Rồi, ôm đầu gối về ngực và thư giãn cơ thể. Đó là phần lưng và phần lườn của chúng ta. Sau đó bây giờ hãy cảm nhận cho phần bụng dưới của mình. Co hai chân. Một chân co, chân bên phải mình sẽ co xuống, chân bên trái chúng ta sẽ gác lên chân bên phải. Hai tay ở ngang hông, mắt nhìn xuống dưới nhìn chân. Hít thật sâu vào bằng mũi. Sau đó thở ra, mình cuộn cái thân dưới lên, cuộn tròn. Thở. Thở. Phần đầu của mình hãy dính chặt xuống sàn nhà. Thở. Sử dụng bụng dưới. 5 lần. 4 lần. 3 lần. 2 lần. 1 lần. Rồi. Lựa chọn tiếp theo là phương án khó hơn. Chân của chúng ta sẽ không chạm vào sàn nhà. Chuẩn bị. Thở lặn. Xuống không chạm. Thở. 5 lần. 4 lần. 3 lần. 2. 1. Rồi. Động tác số 3. Hít vào chuẩn bị. Chúng ta đạp dài chân của mình ra. Và thở ra, co chân kéo cái đầu gối về sát cơ thể, thoát cái rốn của chúng ta.
hít vào, duỗi dài chân của mình, thở ra, hít vào, duỗi dài ra, thở ra, co chân của mình, kéo giãn vùng mông. Khi cái chân phải của chúng ta di chuyển co và duỗi, thì cái chân trái mình đang được kéo giãn vùng mông và gồng chặt bụng dưới. Một lần nữa, thở ra và giữ nguyên ở đó. 5, 4, 3, 2 và 1. Ok. Rồi, đổi chân còn lại. Chúng ta vẫn sẽ tập bụng dưới, nhưng mình hãy đổi chân. Sẵn sàng và chuẩn bị. 8 lần lăn, thở. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, chân của chúng ta không chạm xuống sàn nhà. Hãy kiên trì, thở. 4, 3, 2, 1. Rồi, động tác cuối cùng, hít vào, duỗi dài chân của mình ra. Thở ra, kéo đầu gối, mình sẽ cảm nhận cái hông được kéo ra. Hít vào, thở ra, 3 lần, thở ra, 2 lần, thở ra, 1 lần, thở ra và giữ nguyên. 5, 4, nhấc nhẹ mông lên khỏi mặt sàn, 3, 2, ok và thư giãn. Đó là vùng chúng ta làm nóng cho phần bụng dưới. Tiếp theo sau đây, nằm duỗi dài toàn thân trong thảm, hai tay ép xuống. Rồi, sau đó mình đưa một chân bên phải co lên trước ngực, chống chân xuống sàn nhà. Chân bên trái duỗi dài lên và ôm hai tay về bắt chân. Hít vào, chúng ta chuẩn bị mắt nhìn vào chân. Thở ra, kéo sát chân về mặt, kéo giãn toàn bộ eo gối. Hít vào, quay trở về, thả lỏng. Thở ra, kéo càng sát càng tốt, kéo giãn eo gối. 4 lần, hít vào, thở ra, 3 lần, thở ra, 2 lần, thở ra, 1 lần, thở ra, giữ nguyên ở đó. Ở cái tư thế cảm thấy mình đang căng nhất eo gối thì chúng ta với tay lên trên bàn chân để móc căng bàn chân, kéo giãn thêm cho eo gối của mình. 5 giây, 4, 3, 2, 1. Ok, đổi chân còn lại. Chân bên phải lên trước mặt, kéo giãn, thở ra, hít duỗi, thở, hít duỗi, thở. Hãy hít thật là sâu vào, thở. Một lần nữa, thở. Rồi, với tay lên bàn chân. Nếu mình cảm thấy với tay lên chúng ta cảm thấy khó khăn, hoặc mình chưa đủ dẻo để với tay lên, hãy ôm tay giữ ở bắp chân thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ôm đầu gối về ngực quan trọng. Mắt nhìn vào rốn, cuộn tròn vô địch. 8 lần, 7 lần, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, ngồi thẳng, dựng người khoanh chân, xoay về trước mặt. Đó tất cả là vùng cơ của chúng ta. Bây giờ mình hãy dùng
tư thế ngồi để kéo giãn cho phần cổ vai gáy của mình. Nhẹ nhàng đặt tay phải xuống dưới phần mông, ngồi cái phần đùi mông đùi của mình lên tay phải. Dùng tay trái nghiêng cổ sang, kéo giãn cho vùng gáy của mình. Hãy cảm nhận gáy của mình, phần cơ cổ được kéo giãn. Giữ ở đó và hít thở sâu. Từ tư thế gáy, chúng ta xoay vùng cằm xuống, cúi đầu xuống để kéo giãn vùng cổ sống. Liên tục hít thở đều. Nhẹ nhàng đổi bên còn lại. Quay trở lại, ngồi hai cái chân về hai tay. Khi mình ngồi, tay của mình được giữ nguyên, sau đó cổ nghiêng nhẹ hai bên. Hãy kéo giãn, hít thở đều, rồi xoay cổ, hít thật sâu vào mũi. Chúng ta xoay cổ từ bên trái sang bên phải, hít nửa vòng và thở ra nửa vòng. Xoay rộng hết mức để kéo giãn vùng cổ và xoay thật là chậm thôi. Rồi, chúng ta hãy xoay ngược lại từ phải qua trái. Hai vòng nữa. Trở về giữa và thư giãn. Ok, mở hai tay ra, chúng ta bẻ căng tay lên trên cao, hóp bụng vào kéo giãn. 1, 2, 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mở tay sang ngang, mục tiêu để kéo giãn vùng cơ ngực, cơ nách của mình. Kéo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ôm tay xuống thư giãn. Dựng thẳng phần người, cúi đầu thả lỏng. Rồi, và nhẹ nhàng dựng lên. Đó là bài tập Pilates của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào những lớp học Pilates tiếp theo.